Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh của Sojapan hàng châu Âu Nhật Bản. Hôm nay em xin giới thiệu cho mọi người em Howard Miller. Phải nói là một trong những thương hiệu cực kỳ nổi tiếng nhất là trong những dòng củ cây của Mỹ. Thì đây là một cái size phiên bản mini thu nhỏ của những em củ cây đó. Đầy đủ các bản nhạc, đầy đủ các tính năng, nhưng mà em này là em để bàn mọi người nhé. Rất đẹp. Bác nào vào nhà không có chỗ để kê tủ cây mà vẫn thích nghe cái tiếng chuông của em nó, mà đặc biệt là thích cái bộ máy cũng như là thích cái kiểu dáng chất liệu gỗ của dòng Howard Miller thì có thể xem qua cái mẫu đồng hồ này. Thì trước tiên em sẽ cho các bác nghe cái tiếng chuông của em đồng hồ. Em này cũng có 3 bản nhạc giống như là những chiếc tủ cây mọi người nhá. Ở ngoài là gỗ sồi. Em sẽ cho các bác nghe đầu tiên là bản kinh điển trước những bản Westminster. Nửa tiếng, 15 phút đánh chung một lần. Đấy, đây là 45 phút này. Tiếng chuông rất ấm luôn. 8 gông đồng. Một giờ thì đánh một tiếng. Tiếp theo em sẽ chuyển một bản nhạc nữa. Bản writing đi. Một tiếng nhạc rất to, ấm. Thực ra là không hẳn là quá to, nhưng mà tiếng chuông này để trong phòng rất phù hợp, nó không quá ồn, nhưng mà để cho mình nghe cảm giác nó rất là hay, giống như cái tiếng chuông nhà thờ ấy ạ. Thì em này cũng 15 phút đánh chuông một lần. Có ngắt chuông đêm ở trên này mọi người nhé. Ngắt chuông, silent. Các bác không đêm mà mình muốn yên tĩnh hơn thì mình có thể gạt lên cái nấc silent. Thì em này là em ổ 3, cốt 3. Thì mình có thể dùng cho phòng tầm 7 ngày. Thì đây là bộ phận máy của em nó. Rất nặng luôn mọi người nhá. Cực kỳ nặng luôn. Toàn thân là gỗ sồi. Và bộ phận máy vành tóc đã lau dầu cân trình. Mọi người chỉ việc bê về và sử dụng thôi. Những cái dòng vành tóc này thì rất là lành, chạy chuẩn. 8 công đồng đấy mọi người nhá. Và điều đặc biệt nữa là riêng em Howard Miller này thì đằng sau nó lại có thêm một cái tấm gương phản chiếu lại ở trên bộ phận máy. Đấy. Thì các bác bạn đóng mở phần bên ngoài này cũng rất là tiện lợi. Đấy. Đấy, hoàn chỉnh là như này, mình có thể mở cửa để chỉnh giờ. Kích thước khá to, kích thước là 45 x 36. Các bác để trong nhà có một cái đôn kệ như này hay là bày ở bàn nước rất phù hợp. Mình vừa có thể chiêm ngưỡng nó hàng ngày, cũng như là có thể là lau chùi dễ dàng. Thì vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu cho mọi người một chiếc đồng hồ Howard Miller tủ Mỹ máy Đức. Các bác muốn biết thêm thông tin chi tiết về em đồng hồ này thì có thể inbox trực tiếp vào fanpage Thợ Săn Kho Báu hay là website hanjapan.vn, đồng hồ xưa.vn. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người các clip tiếp theo.